Trưa 14 tháng 2, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, đã có buổi làm việc với lực lượng chức năng tại Trung tâm Hành chính huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Sau khi kiểm tra hiện trường và thăm các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng cùng ngày. Báo cáo tại buổi làm việc, ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam cho hay, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 3 giờ 41 phút ngày 14 tháng 2. Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Núi Thành, công an tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo tỉnh cùng ban an toàn giao thông tỉnh, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kịp thời chỉ đạo cứu chữa, khắc phục hậu quả. Tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn làm chết nhiều người tại địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ có công điện 43 về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng này. Bên cạnh đó, đoàn công tác đã đến thăm 13 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Ông Khuất Việt Hùng còn thông tin thêm, ở tuyến đường xảy ra tai nạn là tuyến đường cấm xe khách, xe tải, nhưng lái xe lại chạy vượt tốc độ, thì những người chủ đơn vị kinh doanh vận tải có biết xe của mình đang chạy vào những tuyến đường này hay không? Nếu thực sự đã cấm thì ông đề nghị lực lượng chức năng phải thực hiện nghiêm tuyệt đối, không để phương tiện này được lưu hành. Cũng theo ông Hùng, chủ đề năm 2023 là thượng tôn pháp luật, có nghĩa là lấy cơ quan quản lý nhà nước phải là đơn vị nêu gương đầu tiên. Trường hợp có sai phạm liên quan cần phải xử lý thích đáng theo quy định. Đối với vụ việc cụ thể này thì cơ quan điều tra của công an tỉnh, công an huyện đang nghiên cứu, đang điều tra và sẽ sớm có kết luận. Chúng tôi có đề nghị là khi có kết luận thì cũng công bố công khai và xử lý nghiêm trách nhiệm của tất cả các bên liên quan. Thế còn trong công điện số 43 của Thủ tướng Chính phủ thì đồng chí Phó tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban An toàn Quốc gia tổng hợp cái kết quả điều tra một số những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Đấy, xác định rõ nguyên nhân cũng như là những cái vấn đề tồn tại hạn chế của tất cả các mặt về quản lý nhà nước, về vận tải, về cái công tác quản lý, bảo trì, bảo đảm điều kiện an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng, cũng như là cái hoạt động của lực lượng thực thi pháp luật trên cái tuyến này, xác định rõ trách nhiệm, đồng thời là sẽ có kiến nghị để Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những cái giải pháp để các bộ, ngành và địa phương tiếp tục triển khai nhằm thứ nhất là chúng ta cải thiện chung cái tình hình về trật tự an toàn giao thông và cố gắng ngăn ngừa không để xảy ra những vụ tai nạn giao thông mà có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Như tin đã đưa, vào lúc 3 giờ 41 phút ngày 14 tháng 2, tại ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường DT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách biển kiểm soát 76B00660 chở theo nhiều người và xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 92H00433 kéo theo trơ móc 92R00469 do ông Trần Minh Nhật, sinh 1982, trú tại Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam, điều khiển lưu thông theo hướng cầu vượt Trường Hải, cảng Tam Hiệp. Vụ tai nạn làm 8 người tử vong và 13 người khác bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.